Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ui, ui, vỡ mồm. Vỡ mồm luôn anh em ạ. Lựa luôn cả. Vỡ mồm anh em ạ, vỡ đầu. Thanh niên, tưởng xe mà dễ à? Suýt nữa loan được mình anh em ơi. Hên. Ê đừng đừng đừng. Qua đây mày. Qua đây em. Mình thấy nó rồi anh em ạ. Nó vẫn đang ngồi kia kìa. Thôi xong. Chuẩn bị xanh mộ nha em ơi. Chuẩn bị xanh mộ nha em ơi. Bắt đầu thanh niên. Đen cho em. Úi dồi ôi. Công nhận rồi đêm hôm rồi anh em ơi. Mấy bạn này chơi gắt quá cơ anh em ơi. Đêm kiểu toán mấy cao thủ cái rank mà anh em. Nên thật sự là hơi khoai tí từ từ. Em mình có chưa phun máu nữa mà. Nhưng mà hổ báo vậy từ từ quần máu đã. Không hổ báo đây anh em ơi. Đúng rồi bây giờ là xem lượm thêm đạn súng chưa này. Let's go. Hợp lý rồi. Đi thôi anh em. Giáp 2 mới hơn này. Ở đây có người hả? Thế rồi. Nó ngay trên tầng 2 anh em ạ. Thằng áo trắng, thằng áo trắng. Thằng áo trắng trên tầng 2 căn nhà 240 nhá. Đấy nổ địa chỉ rõ ràng luôn này. Đây này. Anh em thấy chưa? Ôi bên dưới này. Bây giờ có người này. Bên dưới cũng có người này. Căng phết nhỉ. Nó dựng một cái đèn rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên chạy một vòng đi. Nên chạy một vòng xuống dưới để cứu cho nó luôn anh em ạ. Chứ chơi với mấy thằng thủ nhà thì hơi mệt đấy. Tốt nhất là mình chơi với mấy thằng chạy rông ở ngoài nó ok hơn. Nó máy dưới cơ. Mình lại không có một keo này. Nãy thêm một đứa ở dưới này này. Anh em thấy chưa? Đây à? Đây à? Đây Hải mày. Đây bảng. Đứa nào chạy đây? Chạy lẹ vậy. Ui. Ăn gì chạy lẹ vậy hả? Nó ngắt chân này thôi anh em ạ. Nhưng mà mình hết bộ keo rồi. Mình nghĩ là mình sẽ xuống dưới này. Rút thêm đồ cái đã. Ôi mấy các bạn này cua nhau nhanh quá cơ anh em ơi. Đừng đừng. Đừng bạn ơi. Bên dưới cũng có người, bên trên cũng có người. Khá là căng thẳng anh em ạ. Thôi thôi. Anh em thấy căng chưa? Dã man luôn anh em ạ. Đúng người cơ mà. Ui. Cái đậu xanh này. Làm sao đấy mày. Làm sao đấy mày. Rồi mày chạy đi mày. Nó có đời solo với mình anh em ạ. Solo với kẹo hả? Được rồi ok luôn. Được rồi ok luôn. Qua đây mày. Cái đậu xanh làm sao. Qua đây mày. Qua đây mày. Xong luôn này. Nói rồi mà không chịu nghe cơ. Một ích này. Hợp lý nhỉ anh em. Ông ngắm một ích thì quá ổn rồi. Lên tạm phía trên cái đã. Nãy mình đang canh phía trên. Bị thằng phía dưới bắn SML luôn anh em ạ. Sợ thật. Khá là sợ rồi này. Thì còn lại 18 người chưa đấy cơ. Ok. Cùng kẹo săn mạng nhé anh em. Tầm này tôi sẽ lên thung lũng anh em ạ. À đâu, đây là thị trấn. Đây là thị trấn anh em ạ. Quên quên. Nhớ khi mình nhầm nha mọi người. Đây anh em cùng theo trên kẹo săn mạng nhé. Người đâu chưa thấy công ạ. Bình tĩnh nào để tôi coi nào. Đây rồi nha anh em ơi. Đây rồi nha anh em ơi. Đây rồi nha anh em ơi. Ui dồi ôi chạy này. Chạy không kịp luôn nhé. Bây giờ ấy cái thứ tôi cần là bong keo anh em ơi. Thật có nhiều bong keo. Ê có xe có xe. Có xe anh em ơi. Anh em ơi bình tĩnh. Bình tĩnh có xe này. Đừng nói lại gặp mấy thằng gọi là xuyên đá nha. Mấy thằng xuyên đá xuyên nhà là hơi sợ đấy. Mình không có bong keo. Ô đậu xanh quay lại quay lại. Có bong keo đâu mà cứ đòi để lên. Hổ báo vãi trưởng thật.
Anh em thấy tôi hổ báo chưa? Không có bông keo cũng đòi để lên anh em ạ. Tầm này thì mắc hổ báo luôn rồi. Ui, thằng bé gầy mìn cơ. Anh có lên đâu mà gầy mìn. Vãi trưởng, gặp mấy thằng nhát chết, nó vào nhà trốn rồi anh em ạ. Thôi kệ, bye bye. Vậy thì anh lên cái đồng chơi vậy? Chẳng dại dột gì mà đấy. Ui, một quả bông keo cũng không có. Thế này hơi khoai rồi. Phải kiếm bông keo cái đã anh em ơi. Chứ còn như này thì... Ê, đúng chính xác là chúng nó kêu nhau nhanh quá em ạ. Bây giờ có 14 đứa này. Bom 1 còn chưa thu xong này. Căng phết, đừng đùa. Đừng đùa với ninja rùa anh em ạ. Thấy bảo chơi game này căng mà đêm khuya rồi. Lên trên này anh em ơi. Đúng rồi, anh xin 599 nhá. Kẹo đã trở lại với lại hạn xưa đâu có đâu. Rồi anh em ơi, nhớ chia sẻ lại trên để hộ cho mình này. Bên dưới có một con monster chắc hả? Thôi kệ đi, tôi nghĩ đi bộ an toàn hơn. Anh em có giảm thanh mà đi bộ đi bắn trộm cho nó tốt. Thính này, thính này. Thính này có gì đây? Bốn x mình có gì cơ? Lại là Goza cơ, gắt vậy. Tùy máu hơi nhiều này. Vứt bớt máu đi. Lượm đạn súng trường này hợp lý nhở. Bên dưới này lại thính nữa hả? Ơi. Ê, có người. Chúng ta đu dây vậy. Đu dây hả mày? Ui, sao đấy mày? Sao đấy mày? Sao đấy mày? Chạy hả? Chạy nổi không? Chạy nổi không em ơi? Nhiều bông keo nhỉ? Nhiều bông keo nhỉ? Lên bả đi. Nó dựng hết bông keo rồi thì phải. Ui, đừng, ui, đừng. Vãi trưởng. Bình tĩnh thôi bạn ơi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Làm gì phải căng thẳng với nhau vậy? Bình tĩnh thôi bạn ơi. Mình không có bông keo. Cái đầu, cái đầu. Coi chừng cái đầu nhé. Ha, thằng này hay. Coi chừng cái đầu nhé bạn ơi. Vỡ đầu lúc nào không biết được đâu. Mình vẫn chưa có cả bông keo nó luôn này. Cái đậu xanh. Chẳng nhẽ cứ đứng đây canh nó à? Không ổn, không ổn. Không ổn rồi anh em ạ. Thế này thì không ổn rồi, lấy đọc xuống 2 đi. Nó vẫn đang canh nhây với mình luôn này. Bình tĩnh nào anh em. Xem đốt đồ cái nhở. Có bóng keo rồi này, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, tôi sẽ lượm bóng keo anh em ạ. Tôi sẽ lượm bóng keo anh em ơi, bóng keo đâu, bóng keo đâu. Ui, vát thế này thì. Đậu xanh, mình đốt đồ cái đấy không quen anh em ạ. Đứng yên thì lại sợ chúng nó bắn vãi. Hình như thằng kia chạy rồi. Hình như thằng kia chạy rồi anh em ạ. Hên xui. Ok, nó chạy rồi. Đậu xanh làm gì mà tận 9 quả lựu cơ. 9 quả lựu hơi thừa anh em ạ. Quá thừa luôn nhỉ. Thằng ở trên này may là nó chạy lâu rồi cơ. Tưởng nó vẫn ở đấy. Nó chạy lâu rồi nên là mình cũng không sợ lắm nhở. Có gì đâu mà phải sợ này. Đến lúc lại trang bị giảm thanh thôi. Đi thôi anh em ơi. À đây, nó này, nó này. Nói rồi anh em ơi. Đúng rồi, nói rồi anh em ơi. Nói rồi anh em ơi. Dựng mô keo cả, ghê vậy. Chẳng nhẽ anh lại phải sợ chú cả. Làm sao đây em ơi. Dựng mô keo cả, ghê nhỉ. Qua đây em ơi. 9 quả lựu này. 9 quả lựu này. Chạy đi em. Chạy đi em ơi. Làm sao đấy em ơi, làm sao đấy em ơi. Lên bảng, thanh niên. Chưa kịp nhảy lên đã xanh mộ rồi nhé em ơi. Ui, đâu không có bông keo, ui đừng. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, mình hết bông keo rồi, đừng. Đừng như vậy chứ bạn ơi. Vào bo đi. Có đứa ở ngoài bo hả anh em ơi. Nó ngoài bo hả anh em ơi. Mình không rõ nữa cơ. Cái đậu xanh gắt quá nhỉ anh em. Bình tĩnh nào, làm gì mà căng thẳng với nhau vậy. Mình nghĩ nó chạy vào bo rồi anh em ơi. Thôi chuồn chuồn. Ôi đừng đừng. Đừng bắn đây đừng. Đừng bắn đây đừng bắn đây. Đừng bắn đây đừng. Đừng bắn như vậy. Ui vãi trưởng. Gắt thế. Nát hết cả giáp rồi anh em ơi. Phía sau mình không có bóng keo nữa. Thế này căng rồi. Thế với anh em luôn. Căng vãi trưởng nhở. Không có bóng keo bất lợi thế nhở. Cái đậu xanh thật kia đây à? Nó ngay gốc dừa anh em ơi, gốc dừa. Gốc dừa phía với kem nha. Thôi kệ, hên xui vậy.
Bây giờ thằng nào thấy mình là mình xanh mộ nhá. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này em ơi. Gắt phết. Mất 40 máu rồi anh em ơi. 11 giây đã bỏ thu. Ok, mình sẽ là người có lợi. Không bật ống ngắm bắn không được cơ. Nhất định là anh em phải bật ống ngắm cơ. Không bật ống ngắm là không chơi nổi. Còn máu đã. Chơi với thằng này tốn máu thật. Tốn máu thật anh em ơi. Tốn máu thật nhở. Lấy bả đi. Cậu xanh này, chú làm anh tốn hơi nhiều máu rồi đây em ạ. Everbo. Tần này Everbo cái anh em mới tính sau. Một quả bóng keo duy nhất này. Rồi ok ok. May mắn là mình vẫn còn một quả bóng keo duy nhất này. Trang bị giảm thanh vào nha anh em ơi. 5 thằng nữa. Đồng phép không đùa được. Bây giờ chạy qua hướng này đi. May chăng là còn cơ hội sống sót nha anh em ơi. Mình nghĩ chạy qua phía này vẫn sẽ an toàn nhá. Anh em chạy tại một xíu là ok này. Ui. Bo này thì cắt máu rát lắm anh em ơi. Mình không có nấm này. 187 máu chưa full luôn. Rồi ok em ngồi tạm ở đây. Đừng ai bắn mình nha, mình sợ. 5 thằng nữa. Phía trước mặt này. Phía trước mặt có người anh em ơi. Chỗ nào nhỉ? Đây à? Đây Hải mày. Mình có giảm thanh mà làm sao? Đứa nào? Đến lúc solo rồi anh em ơi. Đến lúc solo với bọn này rồi, làm sao đấy? À. Nó vòng lại ra phía sau à? Bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Mình nghĩ mình sẽ là người có lợi, đứng ở đây. Đứng ở đây làm ngựa ông đắc lợi anh em ạ. Ok ok. 27 giây nữa bo thu rồi. Chạy qua đi. Mình phải sợ được nó anh em ơi. Không sợ được nó nghỉ game chứ anh em. Cái đậu xanh này. Ok ngon. Ôi đừng. Đừng dạ ma như thế chứ anh em ơi. Đừng dạ ma như thế chứ. Nhiều khi game là lỗi. Vừa kêu thì kia sau nó bật dậy luôn anh em ạ. Rồi ok. Đến lúc chạy bo mình nghĩ là nên chuẩn bị đóng 3 rồi. Let's go. 9 kêu rồi, 3 mạng nữa. Cố tốt một nha mọi người ơi. Đứa nào mà canh ở trên đầu thì thôi xong, tôi xác định anh em ạ. Xác định là không thể sống dai được. Không sao không sao. Không có anh em ơi, ngon lành ngon lành. Thế này thì kẹo chưa đai được đâu nha anh em ơi, bên trên bên trên. Mãi tận phía trên cơ mà, thế này lo gì. Đây này, một đứa ngay phía trên này anh em này. Đây rồi, kẹo lên luôn nhé. Thấy chưa anh em, thấy chưa. Trên này bắn nhau căng thật anh em ơi. Căng lắm, không phải đùa đâu. Quấn máu này. Lên bảng, thanh niên. Nó có một cái bộ sửa chữa giáp à. Phía sau mặt của người này. Đậu xanh em ơi. À đủ đậu xanh em ơi. Gác. Hơi căng rồi nha anh em ơi. Có hai thằng cuối nữa. Một đứa nó chơi SWM này. Ui. Làm sao đấy. Thằng kia. À thằng kia là bánh mì cà thịt. Nó là bị bánh mì cà thịt anh em ơi. Chạy qua không máu thôi. Được rồi ok ok. Vẫn còn sống cả. Tưởng ai rồi. Làm sao đấy mày. Làm sao đấy mày. Dựng mông keo cả. Làm sao đấy mày. Bình tĩnh niềm gì mà căng. Bình tĩnh niềm gì mà căng bạn ơi. Bình tĩnh niềm gì mà căng này. Cái đậu xanh này. Nó ngay sau mông keo thôi. Cái đậu xanh này chạy đi mày. Chạy đi mày. Chạy đi mày. Yes. Top 1 mình một kill. Quẻ nào. Trời ơi tuổi gì. Ăn mừng luôn nhé mọi người. Mấy thằng dơm dơm này. Tha hồ sản lưỡi ăn mừng này. Ngon lành nha mọi người. 11 kill top 1 này. Quẩy thôi. Gắt ở nhà anh em. Ok. Lại lên được danh kim cương này. Cộng 43 điểm luôn. Càng chơi anh em 11 kill luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh. Bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.